Alo la, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với một clip mang tên là thử thách đập 100 Lucky Block Pokemon. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Và nếu bạn đã ấn đăng ký rồi thì nhấn vào cái chuông. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào clip nào. Ai, mới ngủ dậy. Mệt quá các bạn ơi, từ sáng giờ không có gì để làm hết. Ôi, vẫn muốn ngủ thêm nhưng mà hôm nay mình phải đến nhà của bác tiến sĩ Má Hồng để làm một cái nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Không biết là hôm nay bác tiến sĩ Má Hồng gọi cho mình có mục đích gì mà hồi sáng này mình đang ngủ ngon mọi người ạ. Tự nhiên bác tiến sĩ Má Hồng: alo, Vũ Lít phải không cháu? Qua đây bác thợ à không, qua đây bác cho cháu một nhiệm vụ hay lắm. Vì thế mà hôm nay mình phải cố gắng dậy sớm để làm nhiệm vụ của bác tiến sĩ đây mọi người ơi. Ok, mình sẽ đi ra ngoài. Ôi, vãi, may quá. Trời, ai mà thiết kế cho mình cái nhà gọi là đều cáng cái này. Chỉ cần lỡ một bước là mình rớt xuống vực luôn. Nhà mình là nhà gọi là có điều kiện các bạn ạ, cho nên mình sống ở trên núi. Đây là cái bộ sưu tập Pokemon của mình, các bạn thấy có đẹp không? Đó, Pikachu nè, đó, con mèo của đội hỏa tiễn này, là Pokemon chôn lửa, Chinipoo, Chaiza và Blastoise. Các bạn thấy dàn Pokemon của mình có đẹp không? Đấy, đây là quá trình sau 100 năm để đi sưu tập Pokemon của mình. Và mình đã sở hữu được cái dàn Pokemon này đó. Mọi người thấy có đẹp không? Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi cái cửa phía sau để xuống nhà bác tiến sĩ nào. Hôm nay là mình vẫn còn chưa có ai để mà chưa có Pokemon để cưỡi. Nhà bác tiến sĩ ở tít dưới kia cơ. Bây giờ phải tìm cách đi xuống dưới đó để hỏi xem bác tiến sĩ nhờ mình cái gì nào. Ok, không biết hôm nay bác tiến sĩ có thông đít mình hay không đây. Một thế giới Pokemon cực kỳ huyền diệu. Đây mình phải đi qua chào hai chị đã. Hello hai chị. Chào em, chúc em có một ngày vui vẻ nha. Ok, em cảm ơn hai chị ạ. Đi thôi mọi người ơi, mình chào hai chị xong rồi. Yes, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua nhà bác tiến sĩ để xem bác tiến sĩ sẽ giao cho mình cái nhiệm vụ gì ngày hôm nay nào. Đây rồi, bác tiến sĩ rồi. Bác tiến sĩ ơi, bác tiến sĩ. Bác tiến sĩ ơi, bác tiến sĩ quay mặt lại cho nhìn cái nào. Quay lại nhìn cái vẻ mặt đẹp trai của bác tiến sĩ nào. Vũ Lít đến rồi à cháu? Hôm nay bác có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cho cháu đây. Nhiệm vụ gì vậy à? Chuyện là thế này. Hôm nay bác có đi khảo cổ và có nhặt được 100 cái Lucky Block Pokemon. Vì thế hôm nay bác muốn cháu làm vật thí nghiệm, mở 100 cái Lucky Block đó ra để xem ở trong đó có cái gì. Why? Tại sao lại là cháu? Bởi vì đây là một công việc cực kỳ quan trọng. Nếu sơ suất thì sẽ bị chết. Và bác thì không muốn chết. Vì thế cháu sẽ là người làm việc này. Vai cả lồng đèn trung thu, vai cả con cu phù thủy. Trời ơi, cháu không ngờ bác tiến sĩ lại ác với cháu như vậy. Tuy nhiên là cháu là một người rất là ham muốn mấy cái thú vui bác tiến sĩ ạ. Vì thế mà hôm nay cháu sẽ làm cái nhiệm vụ này. Ok, trong dương này có 100 cái Lucky Block, Poké Lucky và rất nhiều bôn. Cảm ơn bác sĩ nhá, cháu đi đây. À, cảm ơn bác tiến sĩ nhầm. Đây gọi là bác sĩ. Nhìn bác đeo cái tai nghe kia khá là giống bác sĩ cho nên cháu gọi là bác sĩ. Cháu đi nhá. Đi vui vẻ nhá và đừng có chết đấy. Vãi cả lồng đèn trung thu, vãi cả con cu phù thủy. Ok, đi thôi mọi người ơi. Hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau đập 100 cái Lucky Block của Pixelmon để xem nó có cái gì nhá. Thử thách hôm nay khá là nguy hiểm đấy. Vì thế mình sẽ phải tìm một cái chỗ ở đó nó cực kỳ gọi là rộng lớn và lợn giống để mở mọi người ạ. Tèng 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 tèng. Ô, ngoài kia có một con vịt kìa mọi người ơi. Chúng ta sẽ cùng ra và chào hỏi con vịt nha. Hello vịt, vịt ơi, vịt, vịt ơi, vịt, vịt ơi. Trời, nó tránh, nó không thèm chào mình luôn các bạn. Con vịt mất dạy nhất thế giới mà mình từng biết. Ok, mình đã tìm được một chỗ khá là tuyệt vời để đập Lucky Block rồi này mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đập 100 Lucky Block để xem nó có cái gì nha. Ok, block đầu tiên. Wow, chúng ta được một con Pokemon tên là Darling mọi người ạ. Mình sẽ chạy của nó mọi người ơi. Mình sẽ không đánh với nó đâu. Bởi vì đánh với nó sẽ không thắng đâu các bạn. Con thứ hai. Wow, một con cầm xìa các bạn ơi. Con này tiến hóa rồi. Alakazam, con này đã tiến hóa rồi. Và cái muốn tiến hóa con này đấy thì các bạn cần phải có mấy công thức cực kỳ dã man luôn. Đó chính là các bạn phải trao đổi với một người khác các bạn ạ. Hay quá. Ồ, đây là một con Pokemon ngủ. Pokemon gọi là thánh ngủ ở trong mạch, ở trong... Oh shit, con gì đây? Vãi, lần đầu tiên mình thấy con này luôn. Con này nhìn có vẻ mạnh đấy. Vâng, tiếp theo. Oh shit, một con Pokemon bé tí. Mình sẽ run của nó luôn.
Mình không muốn đánh nhau mấy con Pokemon này. À, một con Chopper. Một con Chopper nhìn khá là đẹp. Còn tiếp theo. Ô, con này là con tiến hóa cấp 3 của Lavita các bạn ạ. Tiến hóa cấp 3 của Lavita. Chuẩn rồi. Ui, chưa đánh nhau kìa. Cái thứ tư. Ồ, đây là một cái Pokemon khá là vô dụng. Ủa, mình vừa đập nó không ra một con Pokemon gì hết. Khá là buồn cười. Ok, tiếp theo. Trời, được một con cừu mặt đen. Lần tiên mình thấy một con Pokemon cừu mặt đen. Ồ, con cừu đánh nhau được à? À không phải, nó là một cái con Pokemon nhỏ nhỏ đây này. Nhìn khá là giống cục shit các bạn ạ. Ở lại một con Pokemon nhỏ này. Khá nhiều Pokemon nhỏ. Wow, đội hỏa tiên. What? Hello, đội hỏa tiên, xin chào, xin chào. Ồ, ở nơi đâu có công lý, nơi đó có chúng ta à? Tớ không đánh nhau, tớ không đánh nhau. Chào, hello, hello. Rồi, hôm nay mình sẽ cùng đập Lucky Block với đội hỏa tiễn. Và mình để cho chim cha bị chết đi. Ấy. À, hai người bạn đội hỏa tiễn cùng đập với mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ đập chung với đội hỏa tiễn luôn. Ôi, sao nhiều người băng rocket xuất hiện đây vậy? Ồ, một con chó. Đập tiếp nào, đi ra cho tôi đập cái nào. Ôi, một con creeper. No. Đội hỏa tiễn đông quá. Ôi, một con Pokemon cá các bạn ạ. No, tao không muốn dây dưa bọn đội hỏa tiễn đâu các bạn ơi. Sao chúng nó cứ chạy theo mình đấy? Ờ, một con Pokemon Magellium gì ấy. Biến đi. Mình phải... Ui, một con Pokemon lâu đài ốc sên các bạn ạ. Mình nghĩ là mình nên đập chết đội hỏa tiễn đi. Chúng nó phiền nhiễu quá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đấy các bạn ơi. Vừa nãy đội hỏa tiễn nó làm phiền mình quá. Cho nên mình không thể đập tiếp được. Mình phải đập. Ui, Zubat. Con này Zubat tiến hóa đó các bạn. Con Zubat đã tiến hóa. Ôi, một con Pokemon huyền thoại đầu tiên. Ok, mình sẽ dùng Master Ball để bắt nó nha. Ok, Master Ball. Ơi, cái Master Ball này thấy như nào ta? Rồi, bắt được rồi. Đây là con Pokemon huyền thoại đầu tiên. Yes. Hình như nó chỉ là huyền ảo đấy các bạn ơi. Bởi vì cái cấp của nó đấy mới chỉ là... Để xem nào. Cấp của nó mới chỉ là cấp 40 thôi. Chắc đây chỉ là một con Pokemon huyền ảo đó các bạn ạ. Vì cấp của nó khá là thấp. Yes. Một con Blastoise. Một con Pokemon hệ nước nữa. Ồ, một con Pokemon lười hơn cả mình. Ôi, con này mình cũng chưa thấy bao giờ các bạn. Khá là nhiều Pokemon lạ đúng không? Con gì đây? Con này mình cũng chưa thấy bao giờ, để mình xem thử chiêu con này nào. Con này nhìn có vẻ khá là yếu mọi người ạ. Ok, mình sẽ chạy của nó luôn. Mình không muốn đánh lộn với mấy con Pokemon này. Lại một con Pokemon nữa. Ở khu này mình đã bắt được rất là nhiều Pokemon rồi. Nhưng mà mình đã thả rất nhiều Pokemon rồi. Mình nghĩ là mình nên tìm một chỗ khác để mở Pokemon. Với cả là mình sẽ chỉnh trời sáng lại nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở tiếp những cái Lucky Block ở bên đây nha. Bởi vì vừa nãy cũng khá nhiều rồi. Ôi, một con Pokemon cây. Ô, một con Diancie. Rồi, mình sẽ bắt nó nha. Mình sẽ bắt con Diancie này. Yes, mình sẽ dùng Pack Bone để bắt. Bởi vì Pack Bone ở trong phiên bình thường nó không có đâu. Chỉ có phiên bản này mới có thôi. Ok, mình sẽ bắt con Diancie bằng Pack Bone. Yes. Cái này bắt chắc chắn 100% ấy mà. Easy lắm mọi người. Ôi, chim cha lên một đống cấp luôn. Sau khi bắt được con này thì chim cha lên một đống cấp luôn. Ok. Rồi, chim cha tiến hóa luôn. Trời, sao nó cứ đứng ở chỗ vị trí cái con cu của mình ấy nhỉ? Phải chăng mình chỉ là con cu phù thủy? Ôi, nó to thế. Rồi, cái hàng của Vũ Lít đang ngày một phát triển. Đẹp thế nhỉ? Đây là con Infanap luôn à. Mofeno là cấp 2 của nó đấy các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đập tiếp nào. Ui, được một con gấu bắc cực bức cặc anh em ạ. Một con chó. Ôi, lại một con Pokemon nữa. Lại phải đánh nhau à? Chạy. Không chạy được. Không sao, mình sẽ cho con này tiêu diệt nó. Ui, khó thế. Pokemon huyền thoại gì mà yếu vậy? Con này khá là yếu mọi người. Con Diancie này như nó hệ đá hay gì nè. Mình đã từng bắt gặp nó mấy lần rồi. Mà nó có vẻ khá là yếu ấy. Gặp một con Pokemon thường thôi mà đánh mệt thế này rồi. Có một con gấu đứng nó xem kìa. Ok. Rồi, xong. Đã tiêu diệt. Rồi, thực sự là mình không muốn có những cái cảnh này nó xảy ra đâu. Ui, hô hô. Vãi, các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy con hô hô luôn đấy. Chắc mình sẽ bắt thử nó xem nó thế nào nhá. Mình sẽ dùng Pack Bone để bắt nó. Ok. Mình đã dùng Pack Bone để bắt con hô hô này rồi. Để mình xem review, tí mình sẽ review qua nó một chút nữa. Mình có thể thấy là có rất là nhiều Pokemon. Có vẻ như cái Lucky Block này đập khá là dễ ra Pokemon huyền thoại đấy chứ nhở. Nãy giờ mình vừa đập cũng mới có chưa đến 40 cái mà. Chưa đến 40 cái đã được 3 con Pokemon huyền thoại này các bạn. Ok.
Bây giờ mình sẽ cho con Ho-Oh làm chủ lực nhá. Nếu mà có đánh nhau thì mình sẽ cho ra đánh trước luôn. Mình sẽ cho con Ho-Oh. Ok, chiến đấu. Ui, con Ho-Oh này có chiêu 100 đam lận. Ok, hay. Để nó lên vị trí đầu tiên này, để lỡ tí con quýnh lộn thì mình sẽ cho ra luôn. Rồi, lại một con sói. Con này là con kinh gì này, quên rồi. Con này là con... ôi, Jirachi, bắt luôn. Khá nhiều Pokemon điện thoại các bạn thấy này. Mình sẽ bắt con Jirachi nha. Mình quên mất là mình phải ném quả Master Ball ra để bắt. Ok, bắt ra thêm con Jirachi rồi. Nãy giờ là mình có 4 con Pokemon huyền thoại rồi các bạn. Mình chỉ cần đập vài lần được 4 con Pokemon huyền thoại luôn. Một con người máy. Đấy, Pokemon ôi Entel. Đây là dạng tiến hóa thứ hai của con Raikou mọi người ơi. Đấy, cho bạn nào chưa biết thì đây là cái dạng tiến hóa thứ hai con Raikou. Ok, vào đi. Ôi giời ơi, bác Pokemon. Ok, dùng Pack Ball để bắt nhé mọi người. Nãy giờ mình bắt được một đống Pokemon huyền thoại luôn. Hey, tí mình sẽ cho hết ra để xem nó thế nào nha. Ok, khá là hay. Rồi mình phun dương huyền thoại luôn rồi. Mà mình mới chỉ đập có mấy chục cái này thôi. Tí mình cần đến một cái PC để mình cho mấy con Pokemon huyền thoại ra. Mình nghĩ là mình sẽ vẫn còn đập ra thêm Pokemon huyền thoại nữa mọi người. Ui, con này nhìn đẹp thế. Mặc dù mình không biết là con gì hết. Wow. Ê, lại một con Luna. Ơ, con này mình chưa thấy bao giờ luôn, mình còn chưa xem trong phim nữa. Nhưng mà cứ bắt đi. Luna mọi người ơi, Luna. Khá là nhiều Pokemon huyền thoại, chỉ cần vài tí thôi là bắt được một đống Pokemon huyền thoại. Mình mong sẽ được gặp cái con Arceus. Wow, con này là con nòng nọc tiến hóa cấp cuối đúng không? Hay là Mega luôn nhỉ? Dudu này. Một con chim nữa. Ôi, một con Pokemon gì đấy? Con này hệ nước chắc là nó không sợ hệ lửa đâu. Nhưng mà con hệ lửa của mình cấp cao quá cho nên chắc đánh được nó. Ok. Thần rừng à. Con này là thánh kiếm à, bộ 3 thánh kiếm đúng không ta? Hình như mình nhớ không nhầm, con này là một trong bộ 3 thánh kiếm mọi người ạ. Pack Ball nào. Vision. Wow, hay ở nhà. Mà sao con này cấp 45 vậy? Huyền thoại gì mà cấp 45 là khá là yếu rồi đúng không các bạn? Ơi, lại một con nữa. Von Best. Bye bye. Mấy con mà gặp hệ lá mà gặp phải con Ho-Oh này xác định luôn. Mofeno. Infernape. Ok. Chỉ vậy. Ây, có cái bọn đấm bốc. Cái con kia nó chỉ vậy ghê quá mọi người ơi. Ok, vẫn chưa. Ui, Pokemon to thế. Ê, lại một con nữa. Nó lại xông vào người mình nó đánh các bạn. Ôi, lại một con Pokemon huyền thoại nữa các bạn ơi. Mình cũng không chưa thà gặp con này bao giờ. Nhưng mà có vẻ nó yếu, nó cấp 45 mà. Terrakion. Chắc là nó cùng loại với lại bộ 3 thanh kiếm với cái con kia quá. Bởi vì nó cũng cấp 45 mà. Tính ra con này cũng đâu có bá đâu nhỉ mọi người nhỉ. Ôi, được con sâu này. Ôi, Mewtwo. Wow, hay nha. Ủa, vậy là Mewtwo nó cũng sẽ xuất hiện ở ngoài tự nhiên đấy mọi người ạ. Vậy là mình đập Lucky Block ra được Mewtwo là Mewtwo sẽ xuất hiện ở ngoài tự nhiên. Ho-Oh cũng có thể xuất hiện ở ngoài tự nhiên đấy mọi người. Mewtwo là chắc là bá nhất trong đây rồi đúng không? Ok, rồi đập tiếp. Ok. Ôi, lại băng Rocket. Thôi té đi không ơi. Ê, hai băng luôn. Mình sẽ ra chỗ khác đi nào. Bọn này nó phiền nhiễu lắm các bạn ơi. Băng Rocket là phiền nhiễu chúa luôn đấy. Thôi nào, đi ra. Ôi, một con mút này. Con mút này, lại thêm cả ông chỉ bậy nữa. Ôi, đi ra đi băng Rocket. Đừng cướp Pokemon. Ôi, Rocket nó cướp hết Pokemon của mình rồi. Các bạn nhìn kìa, nó cướp hết Pokemon của mình nãy giờ rồi. Mình phải đập chúng nó thôi, đập chết thôi. Ôi, cái băng Rocket này nó cướp Pokemon các bạn ạ. Đấy, giết. Sao các cậu lại cướp Pokemon? Ôi, nó cướp thêm một con nữa rồi. No, chắc Pokemon hiện tại của tớ bị cướp hết rồi. Lũ khốn nạn. Có phải trong bình thường có bọn này không ta? Trời ơi, nó cướp hết Pokemon của mình rồi. Rồi, không làm thế nào để... Ôi, còn một con huyền thoại thôi, đừng cướp của tớ. Đừng cướp, no. Ấy, có Pokemon chỉ bậy. Không, nó cướp hết Pokemon huyền thoại của mình rồi, mọi người ơi. Không tin được luôn. Mãi mới được mấy con mà nó cướp sạch rồi. Ôi giời ơi, thôi. Đừng có gọi mấy con thằng này ra nữa. Sao chúng nó cướp hết Pokemon huyền thoại của tớ thôi. Không, tớ chỉ còn một con nữa thôi, đừng.
đừng làm như vậy. À còn hai con thôi, nó cướp luôn cả Infant Up của mình rồi. Đậu phộng giờ chỉ còn con Oho với cả con này thôi. Ồ, mấy con này đừng làm gì anh đây. Nó cướp hết Pokemon của tôi rồi. Băng Hỏa Tiễn mất dậy. Đập mãi mới được một đống Pokemon nó cướp sạch rồi. Ôi đập được con nhện rồi. Một con Lavita. Một con Lizardon. Mew. Ờ nó cướp con Mewtwo của tớ rồi. Đang review cho mọi người xem con Mewtwo mà nó cướp mất. À không, chưa chắc à. Như con Mewtwo vừa nãy mình để ở trong cái PC thì phải. Thế là chắc là nó không cướp được đâu. Thế quái là đập cho đội Hỏa Tiễn nó cướp sạch. Ok. Ờ cái gì đấy. Con Golduck nó khoái kiếm chuyện vậy. Chết đi. Ok, bye bye Golduck. Con Pokemon này mình rất là yêu quý. UC, à con này là trong bộ ba huyền ảo với lại không phải, con này là trong con này nó cùng với con chung với con gì ta, quên rồi. Mình quên con này nó chung với con gì rồi, nhưng mà để xem nào, mình con này nó chung hội với lại con Mew thì phải, đúng không nhở? Ok. Ở trong đấy con Oho đẹp ghê luôn. Lại một con Piggy. Rồi, bye bye. Con thịt chim ăn. Lugia. Wow, đây cũng là lần đầu tiên mình thấy Lugia luôn đấy các bạn. Bắt luôn Lugia nhá. Ô, sao Lugia có vẻ hơi bé các bạn ơi. Hình như ở trong phim Lugia nó to hơn ở ngoài nhiều đúng không? Ok, mình sẽ để con Lugia là con Pokemon xịn nhất của mình ở trên đây. Lugia 231 249. Ui. Oho, như mạnh hơn Lugia mọi người ơi. Ui, một con vịt. Wow, con gì đấy? Con này như kiểu con người ngoài hành tinh ấy, sợ vậy. Lại một con Pokemon nữa. Để xem sức mạnh của Lugia nào. Con Lugia toàn chiêu hệ bay với có một chiêu hệ tâm linh này. Ok. Tối luôn rồi, có con bướm này. Bye bye. Trời tối biết có đập ra Pokemon tỷ lệ xuất sắc, tỷ lệ ra Pokemon khác cao hơn không? Đừng có nhờn với Lugia nữa các em. Rồi, không có gì rồi. Rồi. Giờ ra toàn Pokemon buổi tối thôi mọi người ạ. Ok. Đây mở team set đây nhá. Rồi, để buổi sáng để cho nó dễ mở mấy cái kia ra. Ui. Ai, đây là bạn gái của Pikachu này. Nếu mình nhớ không nhầm, mà không phải đâu. Còn đây là con vũ công nữa các bạn. Cái cuối cùng đùng. Ok, không có gì hết, không có gì hot hết rồi. Bây giờ mình sẽ review qua một chút về mấy con Pokemon cho các bạn xem nha. Ok. Và như các bạn thấy là đây mình có một cái PC nhá. Mình sẽ lấy mấy cái con Pokemon huyền thoại trong đây ra. Ok. Mặc dù là lúc ấy mình bị cướp một đống Pokemon rồi, tuy nhiên là bây giờ mình vẫn còn một đống nữa các bạn. Mình sẽ gọi từng con ra cho các bạn xem nhá. Đây. Con này là con Lugia. Con này thường xuất hiện ở biển này. Khá là đẹp. Con này là con Mew mình đã từng sở hữu rồi. Nó rất là bé. Đâu rồi? Đây là con Mew, nó rất là bé. Đó, và rất là cute. Đây là con Usia, con này là hình như là bộ ba biển hồ gì này, bộ ba ao hồ gì này. Ao hồ, anh hộ cái gì gọi là người trong ao hồ. Đây là Ho-oh này, thần điểu này. Khá đẹp, thần điểu khá đẹp. Đây là một con Pokemon huyền thoại nữa. Con này mình chưa thấy bao giờ. Con này là Terrakion các bạn. Để xem nó cấp bao nhiêu nào. Terrakion cấp 45. Và đây là một cái dạng Entel này, một cái dạng tiến hóa của Raikou này. Đó. Bạn thấy rất là đẹp. Đây những con Pokemon huyền thoại mình đã đập được hồi nãy. Có cả Mewtwo nữa, mình sẽ review cho các bạn xem luôn con Mewtwo và con Nulala. Đây. Bởi vì mình sẽ review một lượt luôn cho các bạn xem. Đây là Mewtwo này. Đó. Rất đẹp luôn. Đó. Mewtwo này thì chúng ta có thể nhân giống ADN của con Mew lên Mewtwo. Rất đẹp đúng không các bạn? Đó, con này bá nhất rồi. Bá nhất trong tất cả Pokemon rồi. Cấp 80 là các bạn hiểu rồi, là những con khác cao nhất chỉ 70 thôi, mà con Mewtwo nó 80 lận. Con này là con hình như con này cũng là bộ ba thần kiếm này, con này bộ ba thần kiếm này. Và con cuối cùng mình review ở đây. Lulala. Wow, con này nhìn như một con rơi ấy. Rất đẹp đúng không các bạn? Mà mình chưa thấy con này lần nào hết.
Ở đây có rất là nhiều con mình chưa thấy lần nào. Con này mình cũng chưa thấy lần nào này. Con người rơi mình chưa thấy lần nào hết. Và con xanh xanh bộ ba thần kiếm mình cũng chưa thấy lần nào hết. Các bạn thấy clip này thế nào? Nếu thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.